Xin chào các bạn đã trở lại với cái video theo của mình nha. Mình là Hồi Sinh đây. Và trong video hôm nay thì mình sẽ thử cân nhắc Phật tử với cái trái hồi sinh được làm lại nha các bạn. Trước ở video xin chúc các bạn ngày mới thật vui vẻ. Và nếu như các bạn thấy video hay thì nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi mua chip nha các bạn. Nói chung là trái quỷ Alimin thay đổi lại cái giao diện khó nhìn quá các bạn. Đấy, lấy cái trái quay nhìn trông khá đẹp luôn. Rồi, thì giờ mình sẽ đi mua cái chip nha các bạn, để xem liệu ở cái trái hồi sinh ấy sau khi được làm lại nó có thể cân rất là tỏ không. Chứ mình thấy là cái skill nó cũng khá là dị các bạn, nói chung là cũng được ấy. Đấy, rồi, thì giờ chúng ta sẽ bắt đầu gọi là vào trong rất là tỏ nha. Skill thì sao các bạn cũng biết rồi đúng không? Trái này cũng dễ kiếm mà, đâu phải khó như cái trái âm thanh hay là cái trái voi đâu mà chưa được sở hữu. Rồi, thì giờ mình sẽ vào trong red này và cho các bạn xem skill trước tiên nha. Rồi, nói chung mà trái này mới được sửa lại trong cái update Halloween các bạn. Đấy đây, và mình cho bạn xem cái skill nó nhé. Để cho bạn quá xuất hiện. Rồi, đầu tiên là skill 1 thì nó sẽ chung mà nó cái nào đối phương các bạn. Nó chỉ thế thôi, cũng gây thương khá là ổn. Skill 2 sẽ tạo ra một cái vòng các bạn ơi. Nói chung là nó hơi delay một chút. Còn skill 3 thì nó sẽ kiểu phun lửa ấy. Phun là một cái lửa ấy. Đấy, skill 4 thì mình thấy là nó giống hệt trái lớp các bạn. Mà lần này nó sẽ tạo ra hai cái phần thân các bạn ơi. Hai phần thân này sẽ đánh theo kiểu mene của các bạn nha. Các bạn dùng mene gì thì sẽ đánh mene đấy. Và mình thấy là cái máu của cái bọn phân thân hơi yếu một chút các bạn ơi. Đấy, skill thì cũng gọi đẹp. Tí mình sẽ phân tích kỹ cái chiêu 4 các bạn. Nói chung là nếu mà so sánh với trên lớp ấy thì sự yếu thật sự luôn các bạn. Đấy, từ. Rồi, triệu hồi ra hai con phân thân các bạn ơi. Nó không giống như trên lớp. Trên lớp là chúng ta triệu hồi ra cái gì nhỉ? Triệu hồi ra một cái người bạn trong cái bạn chúng ta ấy. Máu cực kỳ là trâu luôn và đang cực kỳ là to. Còn đây là phân thân của chúng ta nha các bạn. Một cái nhược điểm của cái chiêu cuối này là nó không tồn tại được vĩnh viễn các bạn, nó không như chơi lớp. Chơi lớp nó sẽ tồn tại được vĩnh viễn cơ. Từ từ á, để mình gọi là lên cái thuyền. À thôi, không cần lên đâu. Mình có chiêu bay các bạn, mình bay qua cái đảo thứ hai luôn. Đấy, vừa nãy mình nói đâu nhỉ? Chiêu 4 đúng không? Thì nó phân thân ra hai cái con phân thân ấy. Nó máu nó thực sự là không được trâu, mà nó không được tồn tại đâu các bạn. Nó chỉ đến khi nào mà cái chiêu cuối nó gần hồi xong là biến mất luôn các bạn ơi. Và thứ hai là máu nó cực kỳ yếu luôn. Đam nó cũng bình thường thôi. Đánh sao sẽ đánh theo cái mana của các bạn nhé. Các bạn dùng mana gì sẽ đánh theo mana đấy. Đấy, nói chung là cũng được các bạn ơi. Mình vừa vì trái lớp từng win được cái rất phật tỏ ấy, mình sẽ thử dùng cái trái này xem có win được không ấy. Nếu may nó win thì sao. Đấy, rồi từ đây mặt chiêu cuối này. Đấy, chiêu C nó giống kiểu nó hét vào đối phương các bạn, mà mình cảm thấy giống kiểu phun lửa hơn. Rồi mình sẽ kết hợp thêm cả cái mana mới luôn các bạn ơi. Mana mới thì nó có khả năng hút máu từ chiêu 1 khá là trâu ấy, nên dùng để cân rất phật tỏ cũng được ấy. Kiểu chúng ta có ít máu, chúng ta có thể dùng cho một được hút máu cũng được. Từ chiều xe. À, còn đến khi các bạn dùng skill thì nó có cái quan phân thân của các bạn cũng dùng skill luôn nhé. Đấy, từ mình sẽ dùng skill này. Đấy, nó cũng dùng theo luôn. À, thật sự luôn các bạn. Từ chỉ dùng skill của trái quỷ thôi nhá. Còn mene thì vẫn vậy sao ấy. Ok, xong cái đảo thứ hai. Giờ thì chúng ta sẽ đến với cái đảo thứ ba luôn nhé. Chiều bay khá là tiện nha các bạn. Trang web sau sẽ thử dùng cái trái gì trái âm thanh để cân nhắc nha các bạn. Còn cái trái voi thì mình vẫn chưa sở hữu các bạn ơi. Bạn nào mà có thì có thể vào Discord các bạn để mình thử đi trao đổi, được thì trao đổi. Ok rồi, chiêu xe đây. Đấy, khi mình ấn phát là bọn phân thân cũng dùng chiêu xe luôn, chung là khá là ảo luôn đấy. Nếu mà cái chiêu B bọn phân thân tồn tại vĩnh viễn ấy thì có khi rất là mạnh các bạn. Rồi, từ nói chung mình lâu lắm thì mình chưa làm một cái series này cân ghét luôn. Hiện tại thì không mấy chơi mới thì mình làm luôn các bạn ơi. Đây là cái trái đầu tiên được sửa lại nha các bạn trong cái update lần này. Chưa mấy chơi kia cái tưởng sửa lại có vẻ như là chưa sửa đấy, như kiểu trái chậm lực hay là trái rớ gần gì đó, nói chung là vẫn chưa sửa các bạn. Đó thì chắc giờ mình sẽ tập trung đánh các bạn để cho nó xong luôn cái đạo này đi, chứ vừa nói vừa đánh nó hơi chậm ấy, kiểu như mình không tập trung mà mình đánh được. Ok, giờ thì mình sẽ tập trung vào mình đánh luôn kinh nha các bạn.
Rồi thì mình vừa hoàn thành xong cái đảo thứ tư nha các bạn. Nói chung là cũng hơi mất thời gian một chút, bởi vì cái chiêu cuối nó thật sự là nó cũng được nhưng mà nó không tồn tại đến đâu ấy. Giờ thì mình sẽ bắt đầu gọi là cố gắng tích cái lọ để xem liệu cái trái này có thể cân quét như các bạn bật được cái tập cá đấy ấy. Và nghe nói tập cá được giảm sức mạnh nha các bạn, bởi vì hình như là giảm giờ chúng ta được cái lớp ảo, chúng ta sẽ không bị sao nhỉ, không được miễn 100% sát thương hay sao, chỉ được 85% thôi. Chút sự admin cân bằng cũng ok thôi ấy, dành cho bởi vì tôi khi mình đi BB gặp mấy người tộc cá cũng khá là khó chịu, đánh hết combo rồi mà không gọi là kill được cái người tộc cá các bạn đấy. Giờ thì mình sẽ gọi là cố gắng hồi máu chút máu nha tập. À quên, mình có cái ui tụi các bạn ơi, một cái chiêu Z rồi, kệ đi. Ok, cố gắng bật tập các bạn. Rồi chiêu C đây, à đội chữ X mới đúng, đây mọi chữ C này. Ồ, chưa có tập các bạn ơi, thôi mình sẽ cho chiêu V ra đi. Ui, không biết là mấy con phân thân mình có trụ được không, nó bị móng rất là yếu các bạn, con này nó rất là đau, không như chế lớp đâu. Thật sự nếu mà so với chế lớp thì thật sự là cái này yếu chế lớp nhiều. Đấy, đánh này, Z này, cho chiêu V luôn, phân thân rồi bỏ. Ô, quặng phân thân rất là lười nha các bạn, đánh đi, đánh đi, đấy. Thể dùng luôn cả bên em luôn các bạn, kết hợp với cả mana nữa nha. Các bạn có cái trái cây gì dùng người đánh luôn nha, chứ không phải dùng mỗi trái quỷ đâu. Nếu dùng một trái quỷ thì chắc không thể win được. Rồi chiêu C này, XX nhầm, cứ nhầm chiêu C các bạn. Mà đánh đau vẫy trưởng các bạn, tại cái tục cá nó bị giảm sức mạnh rồi. Từ từ. Cho cái X đàn này, hút máu này, X này, Z này. Rồi, nhưng mà cái chiêu từ từ. Tại con phân thân mình nó tồn tại ít quá các bạn ơi, chưa kịp làm gì nó bị bay màu hoặc là bị mất rồi. Từ từ ạ, để mình triệu hồi lên này. Rồi đánh này, rồi mình sẽ dùng chiêu gọi là X, C và Z ở từ xa để cho nó đánh, cho mình cảm thấy nó kiểu như con kia nó phát bay mà nó kia bị bay bắn rồi nhỉ. Nó không mua là dồn tối ưu đam các bạn, nó không như cái trái lớp các bạn ơi. Trái lớp thì nó sự là cân được nha các bạn. Đấy, trước mình cũng không tin chế lắp với cân được luôn, về sau test thử phát cân luôn. Và chế này hiện tại mình thấy là không có hàng cao không cân rồi, chưa về nó quá yếu. Quả đấy mà nó tồn tại đâu như kiểu như là gì, như là cái trái lớp ấy thì khả năng cao cân được các bạn, chứ lần này nó chỉ tồn tại tầm chắc chưa đến 1 phút các bạn, chứ được 1 phút thì không ổn các bạn. Từ từ à, đánh đau quá trưởng luôn các bạn. Hiện tại thì còn 3 con nữa, một con không mừng boss này, 2 con không mừng con. Và chiêu của cái trái gót này, trái gọi là hồi sinh được làm lại, nó cũng không sao nhỉ? Nó cũng không gọi là được đam to lắm, không như trên lớp, bởi trên lớp cũng đam khá to đấy. Từ từ thôi, còn 1 phút, hơn 1 phút nữa thôi, chắc quả này mình không win được rồi, mình sẽ duy trì cuối cùng nhé. Ở phía sau thì mình sẽ thử dùng trái âm thanh đi. Trái âm thanh thì mới được ra mắt thì mình thấy nó cũng bình thường nha các bạn. Đối với nhiều bạn thì nó mạnh, đối với mình nó cũng bình thường, không có gì mạnh lắm. Gặp mấy cái trái như trái Phật thì vẫn sự bam với sức mặt được các bạn. Rồi mình sẽ cố gắng gọi là duy trì đến cuối cùng nha, chứ cả thắng cao không thắng rồi. Cái mấy con phân thân mình nó phế quá các bạn, nó không như trái lớp. Nói chung từ nãy là so sánh với trái lớp hơi nhiều ấy, tại vì nó có chiêu giống như lớp mà. Rồi từ từ X này, C này, đấy, mình em mới cũng được nha, hút máu này. Ui, các bạn thấy chưa? Mình em mới cực kỳ tốt với cái việc direct này luôn các bạn ơi. Hút máu như các bạn, thôi mình đấm chay luôn cho nó nhanh. Các bạn có thấy mình thấy mấy cái thằng gọi là phân thân mình không? Đấy, từ nó bay màu rồi các bạn. Một là hết thời gian, hai là nó sẽ bị những kia đánh bay màu các bạn. Từ từ. Rồi, vào đánh luôn. Hút máu này. Đấm chay luôn các bạn, bật chập cái với ba nên là đấm chay luôn. Rồi từ từ thôi. X này, C này. Ok, vậy là mình đã không thể chiến thắng được cái red này các bạn. Chứ là mình cũng duy trì cuối cùng rồi. Ok thì mình sẽ kết luận luôn như các bạn, nói chung là trang này không thể cân đối với Phật tử rồi. Ấy thì video sau sử dụng trang âm thanh như các bạn. Rồi thì giờ mình sẽ kết thúc video này thôi. Và nếu như các bạn thấy video hay thì nhấn like và đăng ký kênh của mình nhé. Tạm biệt các bạn nhé. Bye bye.